Sau hơn 14 năm tổ chức, Festival Lúa Gạo đã được nâng tầm quốc tế. Đây cũng là năm đầu tiên xuất khẩu gạo của nước ta xác lập nhiều kỷ lục. Đó là dấu mốc quan trọng về giá bán, sản lượng, giá trị và kim ngạch. Chỉ tính riêng từ đầu năm cho đến nay mà thôi, thì cả nước đã xuất khẩu là 7,7 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, cao nhất sau 34 năm gạo Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới. Giá gạo xuất khẩu cũng liên tục lập đỉnh, vượt qua cả Thái Lan, giữ mức giá cao nhất thế giới. Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 12. Hơn 200 đại biểu có gần 40 quốc gia xác nhận sẽ tham gia. Hiện hơn 250 gian hàng trưng bày triển lãm đang được thi công khẩn trương. Dự kiến lễ hội sẽ xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về con đường lúa gạo, bản đồ lúa gạo và 200 món bánh làm từ gạo nếp. Có thể thấy là Festival Quốc tế Lúa Gạo sẽ mở ra cơ hội giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh sản xuất, chất lượng hạt gạo và tạo đà thúc đẩy cho thương mại lúa gạo Việt Nam. Hình ảnh người trồng lúa cùng hành trình trăm năm lúa gạo Việt từ sơ khai cho đến hiện đại sẽ được bạn bè thế giới biết đến. Sự kiện này cũng được nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long đặt nhiều kỳ vọng. Ông Út đang vận chuyển 10.000 chậu lúa ra trưng bày tại con đường lúa gạo. Đây là lần đầu tiên ông chăm sóc lúa theo hình thức này. Tuy có vất vả nhưng ông rất phấn khởi. Chỉ mong là được cái giá nó cao, thương hiệu gạo xuất khẩu mình cho nó ổn định để nhân dân yên tâm sản xuất. Nông dân Hậu Giang đang tập trung xuống giống vụ đông xuân. Đây là vụ lúa chín có nhiều thuận lợi nhất trong năm. Các giống lúa chất lượng cao tiếp tục được gieo trồng, tiếp nối thành công vụ lúa trước. Bà con mong chờ lễ hội thành công. Cái lễ hội vậy đó rồi đó là nước ngoài rồi có nước nhà đầu tư vô đó là mình. Nó phát triển lúa gạo sạch thì mình bán được cái giá cao hơn. Vậy là nông dân mừng đó. Mong muốn lúa mình sẽ phát triển ra thế giới, sẽ cho nông dân bớt khổ hơn. Thì lúa nó càng ngày càng được nhiều người biết đến. Vụ lúa đông xuân này, đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống gần 1,5 triệu hecta, ước tính sản lượng khoảng 11 triệu tấn. Với những động thái tích cực hiện nay, dự báo xuất khẩu gạo Việt còn nhiều dư địa phát triển. Đến thời điểm này thì chúng ta có thể tự hào khẳng định một điều rằng Việt Nam đã trở thành một cường quốc về lúa gạo trên toàn thế giới. Festival lúa gạo lần này đánh dấu sự chuyển mình của ngành hàng lúa gạo nước ta từ giá bán thấp sang chất lượng cao lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng. Vị thế uy tín hạt gạo Việt ngày càng được củng cố. Năm 2023, gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua vừa nhận được giải gạo ngon nhất thế giới. Đây là lần thứ hai giống gạo này được thế giới vinh danh. Để mà vượt qua các nước khác thì chúng ta cố gắng duy trì một cái bộ giống mà nó đã đem lại mềm cơm hơn những gạo của Ấn Độ, gạo của Thái Lan. Và chúng ta ngoài cái yếu tố duy trì hạt giống đó cho tốt thì chúng ta cần phải nỗ lực quản lý cái chất lượng giống ngoài đồng. Chất lượng gạo Việt đã cải thiện đáng kể. Các giống đặc sản, lúa thơm giúp khẳng định thương hiệu gạo Việt ở nhiều thị trường khó tính. Điều này lý giải vì sao giá gạo Việt Nam cao hơn một số nước xuất khẩu truyền thống, nhưng người tiêu dùng thế giới vẫn lựa chọn ký hợp đồng nhập khẩu. Hạt gạo Việt Nam sẽ đạt được những yêu cầu tiêu chuẩn của quốc tế đặt ra. Và tôi nghĩ rằng sau cái cuộc tổ chức festival lần này, thì ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ được lan tỏa ra đối với thị trường thế giới nhiều hơn và cũng được bạn bè thế giới chấp nhận cái sản phẩm của mình và sẽ sử dụng nhiều hơn. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang ngấp nghé mức 700 đô la Mỹ một tấn loại 5% tấm. Đây là mức giá cao nhất trong suốt 34 năm gạo Việt tham gia thị trường thế giới. Cải thiện chất lượng đã và đang giúp tăng sức cạnh tranh của mặt hàng chủ lực này. Có thể nói, Festival Quốc tế Lúa Gạo không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đưa ra một thông điệp là Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm với lương thực và thực phẩm của toàn cầu. Hiệu ứng lan tỏa từ sự kiện này là định hướng phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp và tăng trưởng xanh.